Chào ngày mới tất cả mọi người. Ba mẹ con sáu chiếc lại đi mua sắm đây. Mẹ em phải đi mua đồ để ngày mai làm đồ nướng. Nhà Zachary sang nhà sáu chiếc. Ông bà nội với chú Alan lại ăn uống, lại tụ tập, lại tiệc tùng. Yeah! Mẹ em lại dọn dẹp sau đấy. Không có vấn đề gì cả. Miễn sao là vui, có bạn bè, có mọi người, có gia đình đến ăn uống là thích nhất. Mẹ em phải đi mua kim chi nữa. Hôm trước đi Garden City với Rachel xong mình nhớ là phải đi vào Sunlit để mua kim chi mà cuối cùng lại quên. Mua kim chi, mua thịt viên, thịt lợn viên nấm. Ha ha, are you ready Zaza? Ready, ready? Ơ, sao lại ngáp thế kia nhỉ? Thanh niên này, Rafi ready? Rafael Are you ready? Yeah. Let's go. Let's go. What are you guys still on? Huh? Which one? These lots. No, none of them. À, mẹ em còn rửa xe nữa. Tiện chỗ đấy rửa xe luôn. Xe mẹ em đã gửi lại đây để họ rửa rồi này. Bây giờ ba mẹ con đi mua sắm nhanh nhanh nhanh. Giờ giờ. Hi ya. Hi ya monkey. Woohoo! Con có muốn uống không? Mẹ lấy đồ uống chưa? Do you want a drink? Do you want your drink? Không thì thôi. Đố mọi người biết sói đâu. Happy! Hi ya! Này, con có vụn bánh ở trên má này. Hai anh em ngồi ở trong giỏ rất là ngoan. Để mẹ em có mua sắm nhanh chóng đi về nhá. Zoe, Zoe. Eating sugar. Look, oh. Rafi, Rafi look, Christmas. Cái gian này là cái chỗ người ta chỉ có trang trí một cái bếp kiểu cổ cổ á. Lần trước có mấy đồ chơi trẻ con ở đây, blocks, anh em sáu chiếc ngồi chơi. Rafi, look at this one. Rafi, look. Thôi để ngày mai ngày kia rủ cả Zachary đi nữa. Ra đây cho trẻ con ngồi vẽ vời. Đẹp chưa, xinh chưa? Wow. Look at this, the country, Rafi. And what this one? Oh. Can you touch that thing? It's a bit ouchy. What? It's gonna be a bit ouchy. Oh. Nào, đi ra nào. Thôi đi mua sắm thôi nhá. Hôm khác nhá, hôm khác có cả Zachary với Bella nữa. Sunlit đây rồi. Mẹ em mua một ít rau. Một ít rau. Where is Zoe? Về ăn mì. Rau, nấm, về ăn mì. Where is Zoe? Where is Rafi? Where is mommy? Thích buồn ngủ đấy con. That one? Maybe later on the way out. Okay? I want a pink one. You want a pink one? Okay, a pink one. I want a blue one.
con sói chích mua đồ về xong tạt về nhà cất đồ, sau đấy là mẹ em đi mua cây. Cái cây này mình tìm mua từ rất là lâu rồi mà đến bây giờ mới có chỗ để mua. Ta-da! Giống cây thì giống như là cây hoa đại nhà mình ấy. Tên của nó trong tiếng Anh là Everlasting Love hoặc là Evergreen. Tức là cái lá này ấy, nó cứ xanh, nó không bị rụng lá, không bị thay lá rụng lá theo mùa như là cây hoa đại nhà mình. Đấy, mình mua 4 cây, cái hoa y chang như hoa đại nhà mình, nhưng mà nó trắng hơn và nó chỉ có một xíu xiu vàng ở trong thôi. Cái lá này nó sẽ còn to nữa. Đây mới chỉ là cây bé, mẹ em mua 4 cây. Frangipani, đúng rồi, frangipani. Hi hi hi. Mẹ em sẽ trồng ở bên ngoài, bây giờ bỏ cây ra đã nào. Lá của nó mọi người nhìn thấy nó có khác với cái lá hoa đại của mình không? Khác một tí ở cái dáng lá, là trên đầu này nó to, dưới nó nhỏ dần. Trên đầu nó to hẳn ra như kiểu là cái, nó phình hẳn tròn ra ấy. Đấy. Mình thích cây này lý do là bởi vì cái lá nó sẽ không rụng, mùa đông nó cũng vẫn xanh, mùa gì nó cũng vẫn xanh. Và đương nhiên lá già thì nó sẽ rụng đi, nhưng mà kiểu là nó không thay lá ấy. Hoa nữa, hoa của nó là trắng, trắng nhiều hơn. Hoa đại của mình thì nó vàng, nó lên cả trên này. Mẹ sói chích chỉ thích cái hoa mà cực kỳ trắng, lúc nào nó nở hết ra ấy. Mọi người nhìn nó trắng toàn bộ cái cây, đẹp lắm. Bây giờ mẹ em nhấc cây ra nào. What is that, Raphael? Con làm gì đấy? Xe thì được rửa sạch sẽ rồi, bóng loáng rồi. Tạm thời là để mấy cái cây này ở đây. Ngày mai, ngày kia mình sẽ tìm vị trí trồng các em ấy xuống. Có thể là đằng trước nhà, có thể là bên hông nhà. Cực kỳ dễ sống, cực kỳ dễ gây ra thành nhiều cây ấy. Chỉ cần bẻ một cái cành, cắt một cái cành, rúi xuống đất. Nó là giống hoa đại mà. Frangipani. Cho các em nước. Wow, wow. Trên này bao nhiêu hoa đây này. Ê. Zozo, nào. Hay gì? Hay gì? Con muốn có nước á? Muốn có nước để em đi tưới cây cho mẹ à? Okay. I want a duck pen. Okay. What's my plan, please? Too heavy. Đấy, em tưới đi. Wow. Quần chỗ, chỗ sơ vin, chỗ không sơ vin. Từ từ đã con. Đợi mẹ tưới các em này xong đã. Ok. Rồi. Zoe. Not and poo. Can Peppa swimming with Zoe? Can Peppa swimming with Zoe? No. Không à, Peppa không được bơi với Zoe à? Why? Tại sao? Peppa not go into. Yeah, but tại sao Peppa can't go in the pool? No. Peppa got no costume and paddle jumper. Đúng không? Chị bảo Peppa ngồi đây nhá. Yeah, em không xuống bơi đâu. Yeah. That's your. Thế anh sói thay đồ đi. Rafi, your one here. Con thay đồ đi. I need to wear it on my body. Yeah, please. Blum, blum, blum. Where's Nana? Nana's sleeping.
Nào. Jump. Lá lại rơi xuống dưới kia rồi. Go. Broom. Yeah, go get it then. Này con bơi ra con lấy đi. Muốn sao thì bơi ra lấy sao. Yeah, go. À con muốn bật cái kia lên á. Bật cái kia lên nhá. Mẹ bật lên nhá. Vâng. Đúng rồi, vâng. Đưa đây mẹ bơm nó lên. Yeah. Mẹ bơm nó lên thì mới dùng được chứ. Why not? Dơ dơ. Người ta cưỡi ngựa em cưỡi ống. Cục 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 cục. Đưa đây mẹ bơm nó lên cho. Bơm nó lên thì mới dùng được chứ con. Raphael, can I help you? Please. Hoặc là con thổi nó lên. Blow it up. Okay. Zozo. Zozo đi ra đằng kia đi. Rồi bơi ra đằng kia đi con. Ra giữa này. Nhanh. Over here. Come on Zozo. 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 Rafi. I don't know how to do that. I think you need to open the bottom. Đấy con mở cái phần đuôi ra, phần chuôi ra. Thế. Xong rồi cho nước vào, mở cái phần dưới ra cơ mà. Mở cái phần này. This one, that one, that bit. Không. Đấy. Mommy help. Mở cái này ra. It's full water in there. It's full. Nước đầy ở trong này rồi còn gì nữa. Zozo. Hiya. Mẹ em bơm cái này lên cho anh em đã. It is. You need to pull it. No. Look, look. Give it to me. Give it to me. Okay. You ready? Are you ready? Are you ready? Nào, có thích không? Nào, có thích không? Có thích không? Nào. Đây. Không biết cách dùng thì lại bảo là nó hỏng. Go, 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 go. Rafi, I'm coming. Zozo. Nah, mommy not gonna get in. Maybe when daddy home, okay? Khi nào ba em về, mà ba em về sớm thì có khi là mẹ em nhảy xuống bể với hai anh em. Hả? Whee! Go get it. Wahoo! Get it, Zoe. Yeah. Em lấy được rồi. You got it. Good job. High five. Giỏi chứ nhở. Twinkle, twinkle, little star. Get inside. Turn over here. Hello. Zozo. Zozo. Over here. Sói chích ra khỏi bể bơi một cái vừa hay lúc ba em đi làm về. Thế là ba em tắm giặt cho hai anh em và đưa hai anh em sang bên nhà ông bà nội chơi rồi. Bây giờ mẹ em cũng sang bên đấy. Hẹn gặp lại mọi người ở vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam mọi người nha. Mọi người mà để ý thấy mẹ tóc của mẹ sói chích đang chỉa là mình ra ngoài mình thu quần áo, gió nó bay tứ tung, nó chỉa khắp nơi. Kèm theo là tóc mình đang rất nhiều tóc con mọc. Nên là nếu mà buộc túm hết lên thế này thì sẽ nhìn thấy nó chỉa ra, còn hạ xuống thì những cái tóc dài nó sẽ kéo xuống, mình không nhìn, bình thường không nhìn thấy ấy. Còn ở trên má này là mình bị muỗi đốt.
Và mỗi một lần bị muỗi đốt trên mặt hay là trên người thì lúc nào cũng để lại vết tích khoảng độ 3-4 ngày mới hết, nó cứ sưng đỏ đỏ lên thôi. Da rất là độc. Bye. Bùm.